sáng sớm. Ôi trời, what, nhà mình tự nhiên có một cái lỗ gì vậy? What, trời tại sao một cái lỗ bự như vậy? Trời đất quỷ thần ơi, chắc tối hôm qua có mưa hay gì, mưa mà mưa nào mà dữ, là mưa này mưa thiên thạch hay gì, rớt xuống một cái đùng banh nhà của mình luôn rồi. Ôi, có một cái thằng nào dưới kìa. Ơi, có một thằng nào dưới kìa các bạn ơi. Wow, để mình xuống cho mình coi thử ơi. Thằng nào vậy? Thằng nào dưới nhà tao ấy? Trời ơi, thằng này nó rớt từ trên nóc nhà nó xuống ăn trộm hay gì nè. À, ăn trộm nè, rớt xuống bất tỉnh luôn hay gì kìa. Wow. Ơi, nhưng mà mình nhìn không lầm á, nhìn giống rất là giống là Superman các bạn ơi. Wow, Superman nè các bạn. Wow. What? Superman kìa. Trời ơi, hình như là từ ở trên trời rớt xuống hay gì vậy? Từ trên trời rơi xuống một thằng tên là Superman hả? Ê, tại sao mà rớt vô nhà mình vậy? Sao vậy các bạn? Các bạn biết không? Biết là tại sao Superman nó lại rớt vô nhà của mình không các bạn? Mình rất là thắc mắc về cái điều này luôn đó. Trời ơi, coi nhìn kìa các bạn. Đeo nguyên một bộ đồ Superman luôn. Chắc là ở trên chảnh bị nổ hành tinh nè. Đúng rồi, Superman bị nổ hành tinh bởi vì rớt xuống đây nè các bạn ơi. Bị trục xuất xuống đây nè. Không phải trục xuất mà tự nhiên nổ hành tinh nên lưu lạc xuống đây nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi đây. Ta-da! Các bạn thấy không? Mình đã có bộ đồ Superman rồi. Và vì sao mình có bộ đồ Superman? Các bạn coi kìa. Còn cái bên của mình kìa. À, mình mới lột đầu của Superman và mặc vô đó các bạn ơi. Cái này làm cái gì không? Ui, mình đang bay nè các bạn ơi. Wow, đang bay luôn nè. Wow, mình bay được nè các bạn ơi. Bộ đồ Superman có thể bay được. Wow, bộ đồ Superman tất nhiên là bay được rồi. Ủa nhưng mà Superman không cần bộ đồ vẫn bay được mà. Sao mình mặc bộ đồ của Superman vô mà làm mình bay được? Wow, bay vô làng luôn nè các bạn ơi. Wow, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Các bạn ơi, wow, bay rất là nhanh luôn á. Bay rất là nhanh, hai tay để lên trước. Y chang như Superman ở trong DC Marvel. Ủa, DC chứ không phải Marvel nữa. Wow, cái công cụ này, cái con, ui, một phát là chết công cụ luôn các bạn ơi. Quá là mạnh luôn các bạn. Mình để mình bay lại, mình đánh cái con bò này nữa. Cái ơi, mày nè bò, quánh cái trời ra, bò nó cắm đầu luôn các bạn. Quánh một cái mà bò nó cắm đầu. Cắm đầu luôn á. Wow, mày thêm một con nữa kìa, quánh văng quá trời văng luôn các bạn. Mấy con bò này sợ mình luôn các bạn. Mình là Superman mà nó phải sợ thôi. Ôi nhưng mà mình thấy mình lấy bộ đồ của Superman mà tự nhiên cái người ta bị mất hành tinh mà bây giờ người ta bị trời, nhưng mà bây giờ người ta bất tỉnh mà mình còn đi lấy bộ đồ của người ta nữa. Trời, nghe nó kỳ kỳ sao các bạn. Nhưng ồ không sao, mình chỉ cần lấy cái bộ đồ này của Superman để mình có thể làm clip cho các bạn coi là bộ đồ Superman mạnh cỡ nào thôi mà. Chứ nó có gì mình trả lời cho Superman nha các bạn. Ok, tại vì mình là một cái đứa trẻ ngoan mà, đúng không? Con trai cưng của mẹ, sáng thức dậy vẫn còn ke. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử bộ đồ này còn sức mạnh gì nữa hay không. Để mình kiếm mấy cái con này. Bò nè, các bạn coi nè. Ê, thấy ghê chưa? Ui, các bạn thấy ghê chưa? Wow, cái đó là tia laser từ trong mắt của... Cái đó là tuyệt chiêu độc nhất của anh Superman đó các bạn. Đó, anh Superman là có cái tuyệt chiêu đó. I am Iron Man. Ủa, ý lộn, I am Superman. Mình đang bay nè các bạn ơi. Ồ, vừa bay mà vừa có thể bắn được cái tia này luôn các bạn. Wow, rất là hay luôn á. Vừa bay mà vừa bắn được là thôi là hết bài chó rồi. Hết bài mèo luôn các bạn. Wow, rất là mạnh luôn nè. Mình có thể bay xuống ở dưới đây. Bay xuống dưới. Đó, dưới đây mình đi mai. Mốt mình đi mai cái mình bay lên. Mình khỏi cần đặt lóc luôn các bạn. Wow, mình bay lên nè các bạn. Wow, thì các bạn coi kỹ cái bộ đồ của mình nè các bạn. Wow, rất là đẹp luôn á. Wow, đã quá trời luôn nè, có thịt luôn nè. Wow, mình có thịt luôn nè, không có sợ đói luôn á. Wow, bộ đồ này nó làm rất là chi tiết. Coi cái mặt của mình mà có bộ đồ vô là nó đẹp trai hơn rất là nhiều. Rất là nhiều ở cái thường ngày luôn á các bạn. Trời đất ơi, hôm nay zombie đâu quá trời ở trong làng nè các bạn ơi. Nó biết mình có bộ đồ nên lỡ thất thích mà hay gì á. Mình có sức mạnh của Superman mà làm sao mình sợ được mấy cái tụi zombie này. À, tao sẽ cho mày thấy sức mạnh của Superman nha. Bây giờ bay lên cao nè. Mày nè, mày nè, giết hết từng con một luôn các bạn ơi. Đó, thấy chưa, thấy mạnh chưa. Bây giờ mình bay xuống, quýt hay không đó. Quýt chết, mày hả mày. Chết quá trời luôn các bạn. Đây, thằng nhóc nhỏ nè. Muốn chơi tay đôi với tao hả mày. Muốn chơi tay đôi với tao, không biết Superman là ai à. Mày chết tụi bay rồi. Ok, các bạn thấy ghê chưa. Đó, mấy cái con này không là một cái vấn đề gì của Poppy hết đó các bạn. Còn bây giờ mình sẽ thử đẹp tụi nó nè. Wow, chết ngắt hết luôn nè các bạn ơi. Mày hả mày, không còn con nào sẽ sống sót được dưới Poppy hết đó các bạn. Nè, ở đây nữa nè. Hai con, cái con này cầm sẻn luôn nè. Mày cầm sẻn hả mày, mày tính đào mộ cho tao hả mày. Đào mộ cho mày trước đi mày. Cầm kiếm nữa nè, nhện nè, chết hết. Rồi, cái khu này không có sợ con nào hết các bạn ơi. Mình sẽ giết hết tất cả và bảo vệ làng các bạn ơi. Wow, bảo vệ còn ghê hơn cả Gollum mà bảo vệ làng nữa các bạn.
Bởi vì làng này làng của mình, bởi vì bảo vệ nè. Wow, mấy cái con này sợ mình luôn các bạn. Wow, bắn mấy cái là chết hết luôn á. Superman quá mạnh mà làm sao mà chịu nổi. Mày hả nhện, mày hả nhện. Wow, quá nhanh luôn. Enderman à, Enderman, Enderman. Trời ơi, quẻo cò luôn kìa các bạn. Quả kèo luôn. Đấy, nè, mày nổ đi, mày nổ đi. Đó, các bạn ơi, mình bây giờ mình bảo vệ làng mà làng không có con nào có thể vô được. Ôi, nó giết khách làng rồi các bạn ơi. Đậu xanh, mày giết làng của tao. Mày giết làng tao, tụi bắn tụi bay chết hết luôn. Mày hả, mày súng quánh tay không tụi bay luôn nè. Mày à, mày là, mày nữa nè. Ê, dám chơi là. Wow, mày chết hết đi, chết hết đi. Trời, nó giết khách dân làng rồi các bạn ơi. Trời ơi, bảo vệ sao. Nhân làng, ôi mình mắc lộn nhân làng nữa trời ơi. Đó, bây giờ mình đã giết khách nhân làng rồi. Ủa bay, mình đã giết khách quái vật rồi. Ồ các bạn ơi, hiện tại thì từ sáng tới tối mình đã giết hết bọn quái vật kìa các bạn. Coi kìa, thịt gì xương gì lê láng hết ở trong làng luôn các bạn. Nhưng mà dân làng vẫn còn sống sót được rất là nhiều người. Wow, bộ đồ này cũng rất là mạnh đó các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ thử thách á, là mình sẽ dùng bộ đồ này để giết cái con quái vật cuối cùng của Minecraft, đó là gì? Đó là con rồng Ender Dragon. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để mình giết con rồng Ender nha các bạn. Ok, hiện tại mình đang ở trong thế giới của Ender Dragon. Đây các bạn ơi, đây con rồng nó bay kìa các bạn. Wow, bây giờ nó đang bay kìa các bạn. Đó, nó bay xung quanh những cái hồi máu này. Thì thật sự bây giờ mình sẽ tiêu diệt hết mấy cái hồi máu của nó. Và cuối cùng là mình sẽ giết nó cho các bạn coi nha. Đó, các bạn sẽ coi là. Đây bây giờ mình đã có bộ đồ Superman rồi, thì cái việc mà giết cái con rồng Ender này rất là dễ dàng các bạn ơi. Thường thường thì các bạn phải lấy cung các bạn bắn cái này phải không. Bây giờ mình chỉ cần chẻ cái mũi tên vô trong cái cung này thôi là banh hết liền. Đó, ui không được, cái này không được các bạn. Đó, ta sẽ đập bể cái này. Ui đậu xanh, nó chơi mình kìa các bạn. Bây giờ ta sẽ bắn mày nè. Ủa các bạn ơi, nó không chịu nổi luôn các bạn. Coi cái ống máu của nó đúc kìa. Wow, rất là ghê các bạn ơi. Wow, chết con rồng Ender rồi. Wow, chết con rồng Ender rồi các bạn ơi. Superman quá mạnh chứ mà. Wow, mày chết chưa, mày chết chưa. Thì có cái bộ đồ này thì các bạn có thể giết rồng Ender chỉ cần một nốt nhạc thôi là có thể chết nó rồi các bạn ơi. Thấy không, thấy chưa, thấy mình ghê chưa các bạn. Wow, quá trời kinh nghiệm luôn nè. Đó, quá trời luôn nè các bạn ơi. Mình lên cấp quá trời luôn á. Wow. Wow, mình đã hoàn thành được Minecraft rồi. Nhiệm vụ cuối cùng của Minecraft là giết con rồng Ender chỉ trong một vòng 1 phút 30 giây, chưa tới nữa, chưa tới 30 giây, mới có 15 giây thôi các bạn. Và bộ đồ này rất là mạnh luôn các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ thì mình không có thể sở hữu nó được, bởi vì nó đâu phải là của mình đâu, là của ông Superman mà ổng vẫn còn ở nhà mình và ổng bất tỉnh hay gì đó. Bây giờ mình sẽ lấy bộ đồ này để mình bay về mình coi ổng như thế nào rồi. Wow. Nhưng mà cái nóc nhà mình vẫn còn bể. Wow, ổng vẫn còn nằm bất tỉnh các bạn ơi. Ổng vẫn còn nằm bất tỉnh ở đây nè các bạn. Trời ơi, còn ổng mặc cái quần slip màu trắng nha các bạn. Sao mà hình như là lúc mà mình hồi nãy á, hồi nãy lúc mà mình lấy bộ đồ các bạn nhớ không, là nhìn mặt ổng mặc bộ đồ rất là đẹp trai. Khi mà mình lấy bộ đồ của ổng là mình tẩy trang qua á, là trời ơi, cái mặt của ổng xấu quắc luôn các bạn. Tại chơi kem bôi dưỡng hay là phải chơi trang điểm make up mặt của ổng để cho mặt ổng đẹp trai, ổng đi cô gái như các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ trả bộ đồ lại cho ổng thôi. Đó, ổng đang nằm ngủ không biết chừng nào mà ổng thức dậy nữa. Trời ơi, nhưng mà làm sao mà ai đền cái nhà của mình bây giờ. Trời đất ơi, ông này không có tiền đâu mà đền, đúng không? Trời ơi, nhưng mà mình cũng đâu có làm gì được bây giờ. Và thôi, đền ngôi nhà này thì mình sẽ lấy bộ đồ của Superman. Thôi, nhưng mà nói gì cũng không được. Bây giờ mình trả bộ đồ. Nếu mà bây giờ Superman mà không có bộ đồ lấy gì mặc, đúng không? Không lẽ lấy đồ của mình. Đồ của mình dính vô da mà làm sao mà mặc được, đúng không? Thì bây giờ thì cũng đã gần hết clip của Fobby rồi các bạn ơi. Và nếu các bạn thấy bộ đồ Superman này nó quả thật là nó mạnh và giết được rồng Ender rất là ghê gớm đó các bạn. Thì các bạn nếu mà thích bộ đồ Superman này của mình, hãy cho mình một like, một share, một subscribe cho kênh YouTube của Fobby nha các bạn. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thêm những thông báo mới nhất về clip của Fobby nha các bạn. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.